Xin chào mọi người. Trước mặt còn đây là quạt lửng sáp với model PJL40RV, thương hiệu Nhật, sản xuất tại Malaysia. Và một chiếc quạt xịn sò như thế này có mức giá chưa tới 1 triệu đồng. Thì có những gì? Hãy cùng Toàn đi đập hộp và khám phá ngay nhé. Đầu tiên là quạt rất nhỏ gọn nên dễ dàng di chuyển, phù hợp với mọi không gian trong ngôi nhà. Hơn nữa có thể điều chỉnh được độ cao linh hoạt từ 76 tới 93 cm để làm mát không gian tốt hơn. Quạt được làm từ nhựa cao cấp, không phai màu, dễ dàng lau chùi vệ sinh, màu sắc nổi bật, đẹp mắt, dễ kết hợp với các thiết bị khác trong căn phòng. Lồng quạt tương đối lớn, can nan được đan rất khít với nhau, mang lại độ an toàn cao. Phía bên trong là ba cánh quạt to bản, đường kính 40 cm để thổi ra được lượng gió tốt nhất. Và theo thông số của nhà sản xuất đưa ra, thì lưu lượng gió đạt 78.961 mét khối trên 1 phút, nên Toàn đánh giá rất cao chiếc quạt này. Phía sau quạt lửng sáp là động cơ bạc thau cuốn dây đồng 100%, sức quạt hoạt động vừa bền bỉ, vừa êm ái, không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ người dùng. Bên cạnh việc được trang bị bảng điều khiển cơ ở phía phần chân đế của quạt, thì quạt lửng sáp PJL40RV còn được trang bị thêm một điều khiển từ xa, giúp người dùng có thể dễ dàng thay đổi tốc độ gió, các chức năng khác của quạt mà không cần đến gần quạt. Ngoài việc sở hữu 3 tốc độ gió như quạt thông thường, thì sản phẩm có thể thay đổi sang chế độ gió tự nhiên để mô phỏng luồng gió ngoài trời, đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Và một tính năng nữa Toàn rất thích ở chiếc quạt này là có chế độ hẹn giờ 1, 3 và 6 tiếng, tiện lợi, tránh lãng phí điện năng hay sử dụng quạt quá lâu làm ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là vào ban đêm. Quạt lửng sáp PJL40RV thật sự an toàn khi được trang bị hệ thống cảm biến nhiệt bên trong, giúp motor tự ngắt điện khi quá nóng, tránh nguy cơ quá tải, chập điện, đảm bảo an toàn cho thiết bị và người dùng. Với tất cả những ưu điểm trên, thì mọi người cần chần chừ gì mà không sắm ngay nó về cho ngôi nhà của mình phải không nào? Sản phẩm hiện đang có sẵn tại các showroom của điện máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 12 tháng. Mọi người có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi tới hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, điện máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.